Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam. Khi nhìn người đàn ông ngoại quốc đang đi loanh quanh, xem xét mấy lu nước mắm này, bạn có nghĩ ông ấy chỉ là một du khách tò mò về cách làm nước mắm của người Việt không? Thực ra, ông Tây đó soi mấy lu nước mắm rất kỹ, không chỉ bởi sự tò mò đâu. Ông là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Ông Tây nước mắm đấy. Chà, tên phim nghe độc đáo quá các bạn nhỉ? Mới chỉ nghe qua cái tên này thôi là chúng ta đã có thể hình dung ra được ông Tây ấy mê nước mắm đến thế nào. Thậm chí, ông còn được mọi người yêu mến, đặt cho biệt danh là vua nước mắm người Pháp và trùm gia vị Việt nhờ tình yêu và sự am tường ẩm thực Việt của mình. Ông ấy là đầu bếp lừng danh Didier Carlo. Ông từng là bếp trưởng của khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội trong 14 năm, là thành viên của Viện Hàn Lâm Nấu Ăn Pháp và đã giành giải Five Star Diamond Award. Với 30 năm sinh sống tại Việt Nam, ông Didier Carlo đã có một khoảng thời gian đủ dài để khám phá hầu hết tinh hoa ẩm thực Việt. Đó cũng là căn cứ để ông xuất bản rất nhiều đầu sách giá trị về ẩm thực Việt Nam. Những cuốn sách này còn được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp để phục vụ nhu cầu tìm hiểu ẩm thực Việt Nam của độc giả nước ngoài. Ông Didier Carlo hồi tưởng: "Tôi là một trong những đầu bếp nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1991. Thời điểm đó, Việt Nam không có nhiều nhà hàng do ảnh hưởng của hậu quả chiến tranh và cấm vận. Tính đến nay, tôi đã ở Việt Nam 30 năm, cưới vợ Việt và chúng tôi có hai đứa con mang dòng máu Pháp Việt. Lúc mới đến đây, tôi tìm hiểu các món ăn Việt Nam bằng cách lang thang khắp các quán xá từ to đến nhỏ trên hè phố Hà Nội trong nhiều tháng trời, nếm thử tất cả các món ăn đường phố nổi tiếng của vùng đất này như phở, nộm, bún chả, đậu phụ, mắm tôm. Sau đó, tôi đi nhiều tỉnh thành khác nữa. Tôi thích phở ở Hà Nội, cao lầu ở Quảng Nam và bánh xèo ở Sài Gòn. Tôi cũng thích ăn bánh cuốn. Bánh cuốn sẽ ngon nếu như bột gạo tươi và nước mắm ngon. Càng ngày, tôi càng cảm thấy thích ẩm thực đường phố Việt Nam. Tôi thường ăn bún bò Huế ở phố Quang Trung và ăn lươn ở phố Cửa Bắc. Nhưng vẫn phải mất một vài năm thì tôi mới hiểu được tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Vợ tôi đã cho tôi nhiều lời khuyên về văn hóa và truyền thống Việt Nam. Nếu tôi không gặp cô ấy, tôi có thể sẽ không có khát vọng giới thiệu ẩm thực Việt cho bạn bè quốc tế và viết các cuốn sách về ẩm thực Việt Nam. Ngoài ra, ông bà của vợ tôi cũng nói được tiếng Pháp, nên việc trò chuyện dễ dàng hơn nhiều. Và tôi có thể hỏi họ về quá khứ của vùng đất này, dĩ nhiên là kể cả về nấu nướng. Họ kể cho tôi về tổ yến và chỉ cho tôi cách xây dựng thực đơn, tổ chức một bữa tiệc. Rồi họ còn cho tôi những công thức nấu món Việt cổ truyền. Khi tôi còn làm bếp trưởng khách sạn Metropole Hà Nội, tôi còn nhờ được một người phụ nữ Việt Nam đến khách sạn để chỉ dẫn cho tôi cách thức nấu các món ăn thuần Việt. Gắn bó với giải đất hình chữ S bao nhiêu năm nay là bấy nhiêu năm ông Didier Carlo nỗ lực quảng bá món ăn Việt ra thế giới và khẳng định tình yêu mãnh liệt của ông với nền ẩm thực này, nhất là với nước mắm. Ông còn mở các lớp học nấu ăn để truyền thụ lại kinh nghiệm và kiến thức về ẩm thực Việt cho các bạn trẻ. Thế hệ tương lai rất quan trọng, nên ông thấy mình cần truyền thụ kiến thức cho người trẻ để họ có thể lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt. Đã nhiều lần, ông Didier Carlo phát biểu với giới truyền thông rằng ẩm thực Việt Nam xứng đáng được khen là ngon nhất thế giới. Theo vị đầu bếp người Pháp, điều khiến ẩm thực Việt Nam tuyệt vời và nổi danh chính là sự đơn giản của nó. Ông Didier Carlo phân tích: các món ăn Việt Nam có những vị khác nhau tùy thuộc vùng miền. Ví dụ, ở miền Bắc, mọi người thường ăn nhiều rau củ quả. Ở miền Trung, thức ăn nóng và cay. Do khí hậu nhiệt đới, ẩm thực miền Nam có vị ngọt và chua. Nhưng tất cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều được kết nối bằng một loại gia vị là nước mắm. Chỉ một loại gia vị mà làm nên hương vị đặc trưng của cả một nền ẩm thực. Đó là bí quyết đơn giản, tạo ra sự khác biệt của các món ăn Việt so với phần còn lại của thế giới. Thời tôi còn làm bếp trưởng ở Sofitel Metropole, tôi đã mời một nông dân ở Cát Hải, Hải Phòng phối hợp cùng làm nước mắm ngay trong khuôn viên khách sạn. Tôi cũng bỏ ra nhiều tháng trời ở Phú Quốc để học cách chưng cất nước mắm. Điều thú vị nhất của nước mắm Việt Nam là tất cả vi khuẩn trong nước mắm đều thể hiện vai trò của nó, đều có lý do tồn tại và đều có lợi cho sức khỏe. Nó cũng giống như các loại vi khuẩn biến sữa thành phô mai vậy. Nhiều người nước ngoài không thích nước mắm bởi vì họ không biết cách sử dụng nó. Nước mắm sẽ ngon hơn nhiều
nếu chỉ dùng để chấm kèm với thức ăn. Nó sẽ có mùi nặng hơn nếu nấu cùng món ăn. Còn hàu cũng vậy, ăn sống rất ngon, còn nấu lên thì có thể có mùi rất tệ. Tôi còn tự tay chế biến muối nước mắm, loại nước mắm được cô đặc lại như viên muối và đã xuất khẩu nó sang Pháp. Ngoài tình yêu sâu đậm với nước mắm, ông Didier Carlo còn tự nhận mình có cảm tính đặc biệt với nhiều loại gia vị Việt và ông luôn cố gắng tìm hiểu gia vị ở từng vùng nơi ông đặt chân đến. Ông hào hứng kể, tôi đến vùng nào ở Việt Nam thì tôi đi tìm gia vị ở vùng đó. Chẳng hạn, tôi tìm được hạt tiêu rất ngon ở tỉnh Điện Biên hay hạt tiêu ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Tôi cũng đi đến nhiều khu vực miền núi ở Việt Nam, như huyện miền núi Simacai của tỉnh Lào Cai và phát hiện ra một số gia vị thú vị được sử dụng bởi người dân tộc thiểu số. Trong số các loại gia vị mà tôi sưu tầm và chế biến thì nổi bật nhất có Hanoi Five Spices, 5 loại gia vị Hà Nội, Calo Three Peppers, 3 loại hạt tiêu Calo, Cari Hạ Long. Hanoi Five Spices là một trong những gia vị tôi yêu thích nhất, bao gồm vỏ quế, đậu khấu đen, hoa hồi, tiêu và rau mùi. Có thể được sử dụng cho tất cả các món ăn Việt Nam, từ khai vị đến tráng miệng. Đối với tôi, mùi vị khi ăn không phải là tất cả. Màu sắc và hương vị còn đọng lại trên đầu lưỡi sau bữa ăn cũng quan trọng không kém. À, bạn biết không, vỏ quả phật thủ cũng là một loại gia vị thú vị, có thể ăn kèm với phô mai và tôm hùm. Tôi đã xuất khẩu nhiều loại gia vị Việt Nam sang Pháp, Nhật, Hải Lan, Hồng Kông. Ở Paris, em trai tôi cũng có một cửa hàng kinh doanh gia vị Việt Nam. Và nhiều khách hàng ở quê hương tôi rất thích những gia vị này. Ông Didier Carlo cho rằng, không chỉ riêng gia vị Việt, mà cả nền ẩm thực Việt Nam cũng ngày càng phát triển và nổi tiếng trên thế giới. Trong thời điểm này, những gì các đầu bếp cần làm chính là sáng tạo từ nền tảng truyền thống để ẩm thực Việt Nam thêm phần sống động. Ông so sánh, điều quan trọng nhất là mang lại những trải nghiệm mới mẻ và những hương vị mới lên bàn ăn. Hãy xem nền công nghiệp thời trang, nó thay đổi thường xuyên và tất cả chúng ta cũng đều muốn thưởng thức những món ăn mới cũng như mặc những bộ đồ mới. Vì thế, ông Didier Carlo thường xuyên hòa trộn hương vị toàn cầu cùng với văn hóa ẩm thực của địa phương để mang đến những trải nghiệm mới mẻ lên bàn ăn của người Việt. Ví dụ, ông đã biến tấu món bánh cuốn với cua và nấm, chứ không nhất thiết là thịt heo bằm nữa. Tuy có tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng, nhưng ông ấy vẫn luôn giữ vững lập trường bảo tồn những đặc điểm truyền thống của ẩm thực Việt. Ông nói, tôi chỉ tạo ra vị mới, chứ không thay đổi nền tảng món ăn Việt Nam. Chúng ta phải duy trì các nền tảng truyền thống của các món ăn Việt. Ví dụ như với món phở. Trong số các món ăn, phở chính là linh hồn của ẩm thực Việt Nam. Theo tôi tìm hiểu, trước đây, phở chủ yếu là món quà sáng ở Hà Nội. Trong những năm đói kém, phở thành thức quà xa xỉ cho người Hà Nội. Họ chỉ có thể ăn nó vào ngày Chủ nhật hoặc khi ốm. Ngày nay thì họ ăn phở suốt cả ngày, càng lúc càng nhiều hơn vào buổi tối. Lối sống thay đổi và cả thói quen cũng vậy. Nhưng phở vẫn luôn là linh hồn của ẩm thực Việt Nam. Phở, bản thân nó đã là một món ăn đầy đủ dưỡng chất và hương vị, với bánh phở trắng mềm, nước lèo trong, những lát thịt cắt khéo léo, rau thơm, ăn kèm với ớt và chanh, thêm vài giọt nước mắm đậm đà nữa. Phở gắn bó chặt chẽ với Hà Nội, với những điều cốt lõi của thành phố và trên hè phố thủ đô. Có thể ăn phở ở tất cả mọi nơi trên thế giới, như Paris, New York. Nhưng chỉ có một nơi duy nhất để thực sự thưởng thức nước phở tinh túy nhất, đó chính là Hà Nội. Ở quán Madame Hiền của tôi, món phở bò truyền thống Hà Nội được rất nhiều khách nước ngoài ưa chuộng. Vị Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng phu nhân Agata Kohauser Duda đến đây thưởng thức rất nhiều món ăn truyền thống như nem rán, bánh cuốn, bún chả. Nhưng họ cũng thích nhất là phở. Vì thế tôi không muốn làm mất đi tình yêu của thực khách với món ăn cổ truyền này. Dựa vào đó, tôi sẽ chỉ thay đổi một chút thôi, để vị phở đa dạng hơn, nhưng không mất đi chất vốn có của nó. Thế là tôi sáng tạo ra món phở cá hồi và phở gan ngỗng. Đặc biệt, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rất thích phở gan ngỗng. Thậm chí, ông ấy đã quay lại nhà hàng lần thứ hai để thưởng thức món này. Ôi trời, món phở cá hồi và phở gan ngỗng mới lạ quá. Hôm nào rảnh rảnh thì anh nhất định sẽ đi ăn hai món này. À, phải rủ cả đứa bạn thân nhất đi cùng. Mỗi đứa gọi một suất nếm thử, chứ ăn một mình hai bát thì nó càng bụng mất.
Còn các bạn có muốn ăn thử hai món này không? Hay là bạn sẽ chỉ trung thành với phở bò truyền thống thôi? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Ad nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo trên kênh YouTube của chúng mình.